Paul Pogba trở lại Manchester United, pháp sư giải bài toán hàng tiền vệ quỷ đỏ, và cũng quan trọng không kém, đó là nhiệm vụ đào con linh cầu chôn ở sâu Old Trafford lên. Bạn đừng vội giật mình, làng túc cầu đang đứng trước cơ hội chào đón một màn tái hợp lịch sử. Pogba trở về nhà, một kịch bản chắc chắn sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhưng với những động thái gần đây, nó hoàn toàn mở ra những hy vọng. Tiền vệ người Pháp đã bắn tín hiệu mong muốn xin tập luyện ở trung tâm đào tạo Carrington trong thời gian tìm kiếm đội bóng mới. Hiện tại Pogba chuẩn bị trở thành cầu thủ tự do khi mà hợp đồng với Juventus sẽ đáo hạn vào cuối tháng 11. Đó là lúc câu hỏi được đặt ra, liệu màn tái hợp chấn động có thể xảy ra không? Bạn có nhớ bức ảnh này chứ? Một khoảng trời thăng hoa của MU dưới thời của Ole Gunnar Solskjaer. Dưới những khán đài trống vắng giai đoạn Covid-19, Old Trafford đã từng có một cặp đôi hoàn hảo. Anh ấy, Paul Pogba, với những đường truyền sắc lẹm từ giữa sân, những pha đi bóng điệu nghệ như một nghệ sĩ nhảy múa. Đã rất lâu rồi MU không có một cầu thủ như vậy. Đó cũng là quãng thời gian Bruno phát tiết mạnh mẽ khi có một chân truyền đẳng cấp thế giới sau lực. Những tháng ngày tuyệt đẹp dù ngắn ngủi của một cặp tiền vệ đầy ăn ý mà Quỷ Đỏ từng sở hữu. Cho đến tận bây giờ, người MU vẫn không khỏi đau đáu. Nếu Paul Pogba không bị thải loại vì chấn thương dai dẳng, anh sẽ thi đấu ra sao dưới triều đại của Erik ten Hag? Tháng 2 năm nay, thế giới bóng đá chấn động với án phạt treo giò 4 năm mà Pogba phải nhận vì sử dụng chất cấm. Tất cả đều nghĩ đến ngày giải nghệ và cái kết cay đắng cho một tài năng đặc biệt. Nhưng may sao, tiền vệ người Pháp sau đó đã được giảm án xuống còn 18 tháng. Điều đó đồng nghĩa rằng vào tháng 3 năm sau, Pogba sẽ có thể trở lại thi đấu bình thường. Trong quãng thời gian này, ngôi sao 31 tuổi muốn luyện tập ở một câu lạc bộ chuyên nghiệp để lấy lại thể trạng tốt nhất. Động thái thả thính đã được đưa ra, và liệu MU có ý định chào đón đứa con cưng lưu lạc một lần nữa trở về? Người ta hay gọi Quỷ Đỏ là FC tình thương, nhất là sau khi họ tạo điều kiện để Johnny Evans tập luyện cùng câu lạc bộ vào mùa hè năm ngoái. Sau đó vì không mua được trung vệ nào, MU còn ký hợp đồng với lão tướng 36 tuổi. Từ chỗ bị chê cười, Johnny Evans trở thành trung vệ đáng tin cậy nhất Quỷ Đỏ, bên cạnh Harry Maguire ở mùa giải Best Bat năm ngoái. Phong độ đó thuyết phục được MU, và phần thưởng cho lão tướng chính là bản hợp đồng gia hạn vào mùa giải năm nay. Pogba năm nay 31 tuổi, trẻ hơn Johnny Evans tới 5 tuổi, vậy nên vấn đề tuổi tác không quá quan trọng. Cần biết rằng Christian Eriksen gần như sẽ rời khỏi Old Trafford trong thời gian tới. Ngoài Iron Man ra, không còn ai ở hàng tiền vệ Quỷ Đỏ có khả năng điều tiết lối chơi. Một phương án ngắn hạn như Pogba rõ ràng đáng để ban lãnh đạo Quỷ Đỏ cân nhắc. Dấu hỏi lớn nhất lúc này cho tiền vệ người Pháp chính là sau một thời gian dài rời xa sân cỏ, anh có thể lấy lại bao nhiêu phần trăm phong độ? Để đòi hỏi Pogba lập tức tạo được tầm ảnh hưởng hay ra sân đá chính đều đặn cho Manchester United e rằng là hơi khó. Nhưng nếu coi tiền vệ 31 tuổi là một phương án chiến lược, điều đó hoàn toàn hợp lý. Báo chí Anh thông tin thêm, Quỷ Đỏ sẵn sàng đón Pogba trở lại nếu đứa con lưu lạc chấp nhận những yêu cầu như giảm lương xuống còn 130.000 bảng một tuần, ký hợp đồng ngắn hạn 3 năm và quan trọng là phải tập luyện, thi đấu nghiêm túc nhất dưới trướng của Ruben Amorim. Từ đối thủ thành thầy trò, một viễn cảnh rất thú vị nếu nó thực sự xảy ra. Đây là hình ảnh Pogba từng ra sân đối đầu với Amorim khi tân thuyền trưởng của MU còn xỏ giày thi đấu. Trong buổi phỏng vấn chính thức đầu tiên với truyền thông, chiến lược gia người Bồ đã liên tục nhấn mạnh điều mà ông chú trọng nhất chính là tập thể. Chỉ khi làm việc như một tập thể, tài năng cá nhân mới có thể tỏa sáng. Đó là lúc dấu hỏi chuyển sang cho Pogba. Bởi tiền vệ người Pháp vốn là một cái tôi rất mạnh. Đẳng cấp và tài năng không phải bàn cãi, nhưng thái độ và sự chuyên nghiệp đã khiến sự nghiệp đáng ra còn phải xuất sắc hơn nữa bỗng chốc chết đứng. Vắng Pogba, chúng ta đã thấy đội tuyển Pháp khó khăn như thế nào. Phiên bản của Pogba trong áo Les Bleus chính là phiên bản hoàn hảo nhất, một người càng đáng tất cả mọi công việc ở hàng tiền vệ để kiến tạo cho cả một hệ thống. Ở tuổi 31 và hiện tại, và 32 và năm sau khi mãn hạn treo giò, thật khó để đòi hỏi Pogba lấy lại được phong độ đỉnh cao. Nhưng đẳng cấp và kỹ nghệ nơi đôi chân tinh tế ấy vẫn còn ở đó. Bởi đơn giản, đó là bản năng. Một bản hợp đồng ngắn hạn đặt Pogba vào vị trí và vai trò phù hợp trong tập thể, và đồng thời cũng cần sự thay đổi, chấp nhận nhún nhường đôi phần từ bản thân tiền vệ người Pháp. Dẫu biết không hề đơn giản, nhưng có lẽ đã đến lúc về nhà thôi, Paul Pogba.